Công an thành phố Chỉ An đã đến khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để làm rõ nguyên nhân. Chị Tê, tên gọi tắt 21 tuổi, quê Đồng Tháp cho biết, chị và nạn nhân làm chung công ty trong khu công nghiệp Sống Thần và anh này có tình cảm với chị. Khoảng 2 giờ sáng nay, anh này thấy trước phòng trọ của chị T ở gần hiện trường, rồi gọi điện và nhắn tin qua Facebook kêu chị T ra gặp nhưng đã khuya nên chị Tê không ra. Sau một lúc nhắn tin qua lại thì anh này để xe máy trước phòng trọ chị T rồi rời đi và xảy ra vụ tai nạn. Đến 7 giờ sáng nay, công tác khám nghiệm được hoàn tất.